Vâng, chúng ta cùng đến với trận đi đấu lại, trận đi đấu thứ tư. Đánh lại lần thứ nhất. Anh chiến tướng anh chơi thế này là hơi đều. Nhà của ông anh trận vừa rồi là khá đẹp. Chiến tướng thì cũng khá nhiều rừng nhưng trận đấu đấy nhà chiến tướng hơi ít đồ ăn một chút. Dường như là anh có linh cảm thấy nhà mình xấu cái là anh quýt được ngay, nhanh quá. Thực sự là quá nhanh. Trận đấu này thì mỏ quả đầu tiên của Hồng Anh lại hơi xấu rồi. Chẳng lẽ lại quýt? Vâng, chẳng lẽ lại quýt trận này. Mà gỗ đầu của Hồng Anh trận đấu này cũng không phải là quá gần. Những clip giao hữu giữa chiến tướng và Hồng Anh đã được chúng tôi post lên trang clip.gametv.vn luôn rồi. Vì thế mà nếu như bạn nào cảm thấy quá bức xúc trong việc giật lag khi xem trực tiếp thì có thể đến với trang clip.gametv.vn để xem lại những clip với chất lượng HD. Vâng, không ai tranh giành băng thông với các bạn cả, một mình các bạn một đường truyền rất thoải mái, con gà mái, các bạn muốn đẻ bao nhiêu trứng thì đẻ, không ai tranh giành. Còn nếu như xem trực tiếp như này thì đương nhiên không phải chỉ một mình các bạn xem, và vì thế là tình trạng giật lag đương nhiên là có và phải cố gắng thôi. 11 trên 12, Hồng Anh của chúng ta đã bắt đầu đi dò xung quanh nhà chính của mình. Và mọi thứ đã bắt đầu xấu dần so với những trận đấu đầu tiên. Bầy hươu đã không còn là bầy hươu 7 mà nó đã bé lại chỉ là một bầy hươu 4 con. Vâng, bầy hươu 7 đây rồi. Bầy hươu 7 đây rồi. Nhưng đây là một bầy hươu 7 có thể nói là hơi khó nhai một chút. Nhưng vẫn cứng thì vẫn phải xơi. Gạo cứng thì vẫn phải ăn rồi, chẳng lẽ nhịn đói. Vâng, vẫn cố ăn. Lùa bầy hươu này về với sát với cánh rừng và ra đây đóng chữ S nhân đôi. Gỗ là đã đủ rồi. Hơi thiếu gỗ một chút để đóng cái E. Vâng, bốn gỗ, vẫn thiếu một gỗ. Quá nhỏ nồi cho em tôi. Như vậy là vẫn phải đóng E trước, sau đấy mới đóng chiếc S để ăn gỗ được. Đảm bảo cho việc không bị chậm dần. Không có nhọ nào vào cái nhọ này. Vâng, 119 gỗ. Bây giờ thì mới thiết kế chú S đầu tiên. Mang ngay 6 nông dân ra khi mà nhận thấy rằng đây là phút thứ 6. Vâng, các bạn hãy để ý những game thủ top 1 đánh. Nếu như chiếc bét được thiết kế sớm thì sẽ có 5 nông dân gỗ. Còn nếu như chiếc bét mà được thiết kế muộn thì số nông dân gỗ sẽ lên con số 6 ở chiếc bét đầu tiên. Đó cũng là một cái thủ thuật nho nhỏ để có thể ép đời một cách chuẩn xác dành cho những bạn mới chơi. Vâng, đã phát hiện ra nhà của chiến tướng ở rất gần thôi. Vâng, rất gần với nhà của game thủ Hồng Anh trong trận đấu thứ tư này. Một bầy hươu 7 con. Vâng, con hươu rất ngoan. Phi nó không chạy đi mà nó lại quay lại. Thế mỹ yêu. 25 trên 28. Tiếp tục chơi một bầy hươu nữa để có thể lên được đời. Em đã ngừng xin dân đi chưa? Vâng, tình trạng thời tiết hiện nay đã khiến cho đã khiến cho không chỉ mạng lác mà con người của chúng ta cũng cảm thấy yếu đuối hơn. Kích đời 8 phút 50. Mấy hôm nay thì tôi bị thủy đậu, đến ngày hôm nay thì mới vựng dậy được. Nhưng mà đến lúc hỏi thăm các tình hình sức khỏe của các kỹ thuật viên cũng như là các sếp như thế nào, hóa ra ai ốm cả. Vâng, ai ốm liệt giường mấy ngày hôm vừa qua. Anh kỹ thuật viên đang sắp sấp mặt rồi. Mặc dù là anh mới đến. Vâng, cả Hồng Anh cũng bị ốm mấy ngày hôm nay. Không hiểu nổi. Phải chăng là do bão từ BB Soi Tam, 25 nông dân đến từ Hồng Anh và hạ con số 26 đến từ chiến tướng. Nhà chiến tướng rất rất gần với nhà Hồng Anh thôi. Vì vậy mà cái việc đóng A trên dốc là cái việc tiên quyết hàng đầu
để có thể giành được chiến thắng, bởi vì tên quân đầu tiên nở ra sẽ đánh nhau ngay. Vâng, sẽ đánh nhau ngay. Đây là BA của Hồng Anh. Thiếu 10 gỗ. Vâng, BM. Chiến tướng là người lên đời trước. Vâng, chiến tướng trận này anh thi đấu rồi. Hy vọng chúng ta được xem những pha điều quân, vâng, điều đờ bá đạo đến từ hai game thủ. Không phải là những tình huống mà không lên được đời và quyết luôn của chiến tướng. Như thế thì thực sự là nhàn. Đánh kiểu mà cứ đánh kiểu cứ một chiều, vâng, không lên được đời quýt thì thực sự là tôi cũng đánh được. Vâng, tôi cũng có thể thắng được chiến tướng nếu như chiến tướng quýt luôn. Vâng, em bắt đầu như vậy. Đây là trận đấu mà Hồng Anh đã quyết định đi ăn hoang, không đóng ruộng. Sóc 6 VA đều ngay từ những thời điểm đầu tiên chăng? Kích bánh xe. Vâng, 6 A đều không? Hay sẽ chỉ là một bài 5 A? Vâng, lượng gỗ dồn lên là hơi. Vâng, gỗ dồn lên là không đủ, chính vì thế mà có lẽ chỉ đánh 5A thôi. Vâng, sẽ đánh 5A trong trận đấu này thôi. Hy vọng rằng chiến tướng sẽ đỡ được. Vâng, chúng ta cứ đánh nhẹ nhàng. Khi mà nhận thấy rằng họ đánh vâng, họ đánh hơi mềm rồi thì chúng ta đánh nhẹ nhàng thôi, trận đấu sẽ trở nên căng thẳng và hấp dẫn hơn. Chứ bây giờ mà anh đánh 6A ngay những đầu ốp chết chiến tướng luôn thì còn nói cái chuyện gì. Vâng, danh của chiến tướng để đâu? Một game thủ được mệnh danh là thần tốc như chiến tướng, nhưng đến thời điểm vâng tốc chiến đấu tốc thắng như chiến tướng đánh trước một game thủ trẻ như Hồng Anh có vẻ tỏ ra yếu đuối như vậy thì có vẻ như cũng không giống với phong cách của chiến tướng cho lắm. Thực sự đây là những trận đấu mà tôi vẫn chưa thấy có nhiều vị gì cả. Vâng, tân quân đầu tiên của chiến tướng 4 con, à không, đó là 5 con, nhưng nó đi hơi lỗi. Vâng, 5 con đứng trụm vào nhau như thế này thì cũng không ổn. Con dân đầu tiên của chiến tướng nằm xuống để nay chờ luôn. Tỷ số đang 1-1 với điều R. Nhưng bây giờ tỷ số sẽ là 2-1 dành cho chiến tướng. Vâng, chiến tướng bắn rất tốt nhưng Hồng Anh cũng đang có những pha điều quân cực kỳ hay. Chưa chết con GR nào cả. Quá tuyệt vời. Vâng, chiến tướng mang dân đập vẩy E để bắt quân. Rất hay. Chiến tướng đã chơi tốt. Vâng, trận đấu này chiến tướng thực sự là chơi tốt rồi. Có vẻ như anh đã trở lại và Hồng Anh sẽ quit trong trận đấu này thôi. Vâng, một bài dâng A không thành công. 5 cung R tiếp theo của Hồng Anh đã xin ra. Nhưng em đã mất 10 con cung R ở 2 turn vừa rồi. Bây giờ thì sẽ là một pha ốp A tới từ chiến tướng. Rất khó cho Hồng Anh khi đây là một bài dâng A. Vâng, một bài đi ăn hoang sóc quân. Và có vẻ như nó không thành công. Tỷ số sẽ là 3-1 dành cho chiến tướng. Vâng, chiến tướng vẫn sóc đều, rất đều những nhà BA của mình. Chúng ta cùng chờ đợi để một ít phút chạy cối của anh đến với trận đấu tiếp theo. Hồng Anh soi tham, nhưng có lẽ là cũng không cần soi tham đâu. Quýt từ thời em ơi. Vâng, Hồng Anh mang dân ra đây làm gì? Nướng chăng? Chết thêm 3 nông dân nữa. Vâng, càng có cơ sở quýt cho Hồng Anh. Tỷ số sẽ là 3-1. Quýt thôi. Vâng, ông anh có một. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ 5 trong buổi giao hữu ngày hôm nay kèo AC.